Dạ bạch sư cho con hỏi, con có nghe mấy thầy bên Phật giáo phát triển nói rằng Đức Phật có nói rằng mình không nên vô tin bất cứ ai kể cả Đức Phật, mà hãy thực hành theo cái nào phù hợp với mình thì mình tin theo. Không biết trong kinh Tạng Phật giáo Nguyên Thủy Đức Phật có nói như vậy không? Xin thưa quý vị đó, cái một nửa ổ bánh mì nó vẫn là ổ bánh mì, nhưng mà một nửa sự thật nó là sự dối trá, quý vị biết không? Cái duyên sự của bài kinh Kalama đó những người dân Kalama nghe Thế Tôn á, là vị A-la-hán chánh đẳng giác, thì mới tới để hỏi là bạch Thế Tôn một số sa môn bà la môn đến Kê Sa Bút Tá họ thuyết minh và phát huy giáo lý của mình, và bài xích khinh miệt và chê bai giáo lý của người khác. Bạch Thế Tôn có một số sa môn bà la môn cũng đến Kê Sa Bút Tá họ thuyết minh giáo lý của mình và bài xích khinh miệt và chê bai xuyên tạc giáo lý của người khác đối với họ. Bạch Thế Tôn, chúng con có điều nghi ngờ vân vân, trong những sa môn này ai nói thật ai nói dối? Này các người Kalama, đương nhiên phải nghi ngờ, đương nhiên phải chất vấn. Đối với điều đang nghi ngờ thì vân vân khởi lên. Này các người Kalama, đừng tin vì nghe nói lại, đừng tin vì theo phong tục, đừng tin vì nghe lời đồn, đừng tin vì kinh điển truyền tụng, đừng tin vì lý luận, đừng tin vì công thức, đừng tin vì có suy tư đầy đủ về những dữ kiện, đừng tin vì có thẩm sát và chấp nhận lý thuyết, đừng tin vì thấy thích hợp. Đừng tin vì thấy thích hợp, đừng tin vì sa môn là thầy mình. Cái này là chỉ là một phần sự thật thôi. Phải đọc tiếp sư lấy làm lạ là tại sao nhiều người á họ không có đọc tiếp kinh, họ chỉ lấy có một đoạn thôi mà nó thành ra sự dối trá. Nhưng này các người Kalama, khi nào các người tự biết rõ các pháp này là bất thiện, các pháp này là đáng chê, các pháp này bị người chỉ trích, các pháp này nếu được thực hiện chấp nhận thì dẫn đến bất hạnh khổ đau, thời này các người Kalama, các người hãy từ bỏ chúng đi. Tại sao đoạn sau này không có ai coi hết trơn, người ta toàn dẫn cái đoạn đầu thôi nè. Đoạn sau rất là dài. Này các người Kalama, các người nghĩ thế nào? Tham sân si khởi lên trong lòng người nào thì hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy? Bạch Thế Tôn, bất hạnh. Này các người Kalama, người tham lam sân hận si mê, tâm bị tham sân si chinh phục, chiếm cứ, giết sinh vật, lấy của không cho, đi lại với vợ người là sát sanh trộm cắp tà dâm đó, nói dối, khuyên bảo người khác cũng làm như vậy, có bị bất hạnh đau khổ lâu dài hay không? Bạch Thế Tôn, có. Này các người Kalama, các người nghĩ thế nào? Các pháp này là thiện hay bất thiện? Bạch Thế Tôn, bất thiện. Đáng chê hay không đáng chê? Bạch Thế Tôn, đáng chê. Bị người trí chỉ trích hay được người trí khen ngợi? Bạch Thế Tôn, bị người trí chỉ trích. Nếu được thực hiện chấp nhận thì có dẫn đến bất hạnh khổ đau hay là như thế nào? Bạch Thế Tôn, thực hiện chấp nhận thì dẫn đến bất hạnh khổ đau, sự thật là như vậy. Như vậy này các người Kalama, điều ta nói với các người Kalama, các người đừng tin vì nghe nói lại, đừng tin vì theo phong tục, đừng tin vì nghe tin đồn, đừng tin vì kinh điển truyền tụng, đừng tin vì lý luận, đừng tin vì công thức, đừng tin vì có sự suy tư đầy đủ về những dữ kiện, đừng tin vì có thẩm sát và chấp nhận lý thuyết, đừng tin vì thấy thích hợp, đừng tin vì sa môn là thầy mình. Nhưng này các người Kalama, khi nào các người tự biết rõ các pháp này là bất thiện, các pháp này là đáng chê, các pháp này bị người chỉ trích, các pháp này nếu được thực hiện chấp nhận thì dẫn đến bất hạnh khổ đau, thời này các người Kalama, các người hãy từ bỏ chúng đi. Điều đã được nói đến là do nhân duyên như thế. Rồi, thì cái phần ngược lại chính là không tham, không sân, không si và giữ năm giới. Tức là nội dung bài kinh á, Đức Thế Tôn đã có sự kết luận chứ Ngài không có để lại sự nghi ngờ cho hậu thế. Mà hậu thế mình chỉ đem ra một đoạn nhỏ trong đó và mình tạo ra sự nghi ngờ cho Pháp.
Trong khi đó trong bài trong chánh kinh đó, Đức Thế Tôn Ngài đã kết luận rồi. Tức là tham sân si là bất thiện, là đáng phải bỏ đi. À, việc phá giới, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu là những thứ đem lại khổ đau, là những cái phải bỏ đi. Không tham, không sân, không si là những pháp thiện cần phải được tu tập. Việc giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu là điều nên được thực hiện. Tức là ở trong bài kinh này, Đức Thế Tôn Ngài đã đi đến sự kết luận cho người dân Kalama, chứ không phải do một số vị cố tình trích dẫn nhằm đưa đến sự nghi ngờ hoặc xuyên tạc giáo lý nhằm phục vụ cho một số lý do cá nhân nào đó. Cho nên lưu ý nha, một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật là dối trá.